Bon Patrol giới thiệu sản phẩm mới xe cứu hộ biến hình 2-in-1, vừa di chuyển dưới đất vừa có thể bay trên không. Mandy gặp nạn, Jay sẵn sàng bắn đạn, đã cứu được Mandy. Ôi không, xe chở hàng sắp rơi. Jay và Sky xuất hiện, tách đôi siêu xe, phóng đạn thần tốc, đầu kéo sẵn sàng. Marshall và Ripple giải cứu tàu hỏa trên đường ray, nhiệm vụ hoàn thành. Ưu đãi 30% và cùng đón xem đội chốt cứu hộ mùa 6/2 lúc 17 giờ thứ hai thứ sáu chủ nhật trên CTV và 18 giờ 30 thứ hai thứ sáu trên BBTV.